Em à, vậy là chúng ta quen nhau cũng được một thời gian khá dài rồi. Mình cũng trải qua được rất là nhiều khó khăn, cũng nhiều lần lỗi lầm. Hôm nay anh muốn nói với em rằng anh rất yêu em. Em có đồng ý làm vợ của anh không? Hãy cho anh cơ hội em nhé. Yes or no? Yêu không yêu nó một nhời. Chịu đeo là đúng rồi. Và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng với phương án B. B. Ôm từ phía sau rồi cầu hôn. Ồ, biết ai không? Biết rồi. Hôm nay anh muốn tạo cho em một sự bất ngờ. Anh đếm 1, 2, 3 rồi em mở mắt ra nha. Dạ. Không được mở mắt nha. Nghe được không? Không được mở mắt nha. Anh đếm 1, 2, 3 là mở mắt ra nè. 1, 2, 3. Em mở mắt ra đi. Em thấy gì đây không? Chiếc nhẫn. Em đồng ý làm vợ anh nha. Bây giờ sẽ là phương án C. Bế xoay vòng rồi cầu hôn. Em nhớ anh không? Không. Không hả? Không. Hôm nay anh muốn tạo cho em một sự bất ngờ. Đây là chiếc nhẫn cưới anh đã chuẩn bị trước cho em. Chuẩn bị hồi nào nhanh vậy ta? Anh mới mua hồi chiều đấy. Em có đồng ý làm vợ anh không? Nếu như em nó không đồng ý rồi sao? Nếu như em nói không đồng ý thì anh sẽ cố gắng làm cho em đồng ý. Thôi em nói giỡn á, kêu đi. Ok. Cảm ơn các bạn, anh yêu quá. Đúng là những đôi trẻ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà bằng tất cả những sự chân thật nhất, các bạn đã cố gắng tái hiện những tình huống này. Chờ đón xem sự lựa chọn của các bạn về phương án ra sao nhé. Và kết quả là câu trả lời của hai bạn với sự tính cuối này là không trùng khớp rồi. Hơi đáng tiếc. Như vậy là 1 triệu trong tài khoản đã biến mất.